Chào mừng các bác đã quay trở lại với cửa hàng dụng cụ nông nghiệp của em nhé. Thì hôm nay em lại chia sẻ đến với các bác một cái mẫu kéo kim phong hoa đào mà bên em đang cung cấp ra ngoài thị trường. Với cái mẫu kéo này thì bán chạy, rất là chạy vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Đến năm nay nó vẫn rất là hot hit nhé các bác nhé. Thì đây là một cái kéo mới này các bác này, đựng trong một cái vỉ nhựa và tặng kèm cho các bác thêm một cái lò xo trợ lực để các bác sử dụng lâu, nó bị nhãng lò xo để các bác thay thế cái lò xo mới vào thì cái kéo của mình y như mới luôn. Thì bây giờ em đi chi tiết luôn về cái kéo này nhá. Kéo này thì lưỡi nó được làm bằng lưỡi thép SK5 và ở bên trên lưỡi này nó được in chữ Kim Phong Made in Japan, đảm bảo là hàng chính hãng, nó in chìm xuống cho các bác luôn nhá. Về cái thiết kế phần tay cầm, nó được làm bằng tay cầm cán bạc, nhìn rất là đẹp, nhũ bạc nha các bác nhá, nhìn rất là đẹp như thế này. Đấy, các bác có thể tham khảo. Với cái lưỡi kéo này thì cực kỳ là dày. Và chế độ tự mài ở lưỡi này. Đây. Đây, các bác nhìn cho em nhá. Để đảm bảo cho các bác là khi mà các bác càng cắt như thế này thì nó lại càng sắc nhá. Và báo giá công khai luôn cho các bác nhà mình được tham khảo là cái kéo này em bán 150.000. Nếu bác nào lấy hai cái thì em sẽ bao cước phí vận chuyển đến tận nhà.